Tin vui, chính quyền trả lại đất cho đan viện dòng Sito. Thành Long mến chào cộng đoàn, trên trang Facebook của cha An Tôn Đặng Hữu Nam chia sẻ thông tin như sau. Tòa án tối cao phán quyết trả lại tài sản cho dòng Sito. Tòa án tối cao tại thành phố Brno thuộc Cộng hòa Tiệp phán quyết việc trả lại đất cho đan viện dòng Sito Visiprot bị nhà nước Cộng sản Tiệp Khắc trước kia tịch thu là điều hợp pháp. Báo chí Tiệp đưa tin trên đây hôm 12 tháng Giêng vừa qua, trích thuật nguồn tin từ tòa án. Trước đó, Cục Lâm sản của nhà nước đã phản đối trong những năm 2016 đến 2018 về việc trả lại 2.000 ha đất cho đan viện. Trong đó, tòa án địa phương ở Kesky Budejovice ở cấp 1 và tòa án miền cấp cao hơn ở thủ đô Praha đưa ra những phán quyết trái ngược nhau rồi đi đến kết luận không thể trả lại đất cho đan viện Sito. Nay tòa án tối cao phán quyết trả lại đất đai là điều hợp pháp. Đan viện Sito ở Visiprot bị nhà nước quốc gia chủ nghĩa Tiệp Khắc bãi bỏ và tịch thu tài sản. Ngay sau Thế chiến thứ hai, các đan sĩ trở lại đan viện, nhưng rồi khi Cộng sản lên nắm chính quyền, đan viện lại bị đóng cửa. Vì các đan sĩ trở thành thường dân của Cộng hòa Tiệp Khắc đầu tiên, sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, họ nhận lại được đan viện, thánh đường theo luật trả lại tài sản do chính quyền ban hành hồi năm 1990. Trong cuộc tranh luận luật pháp về 2.100 ha của đan viện, Tòa án cấp cao của miền Praha và Tòa án tối cao ở Brno cứu xét vụ kiện do Cục Lâm sản của nhà nước đề ra. Phần lớn tài sản của các đan sĩ Sito ở Visiprot đã bị Cộng hòa Tiệp Khắc tịch thu sau khi nhà nước này được thành lập vào năm 1918. Tác giả G. Trần Đức Anh, OP, nguồn Đài Chân Lý Á Châu. Xin Chúa ban bình an tới giáo hội và quê hương Việt Nam thân yêu chúng con. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.